Kính mời đại chúng trang nghiêm thành kính lắng nghe lời khai thị của lão cư sĩ Hữu Âm. Di Đà Phật. Đà Phật. Tọa đàm về hộ niệm tức là nói về hộ niệm. Nói về hộ niệm tức là nói giúp cho người ra đi được vãng sanh về Tây phương cực lạc, đúng không? Ở đây có người nào mà sợ cái chuyện vãng sanh không? Và chúng ta đang nói về cái gia đình của người bệnh. Xin chư vị mở trang 178. Câu gì? Trong trường hợp người bệnh bị đau đớn quá mức cũng khó niệm Phật được, có thể dùng một liều một viên nhỏ cần thiết vừa đủ giảm bớt cơn đau, vừa giữ cho người bệnh luôn luôn tỉnh táo thì mới hộ niệm được, đúng không chưa vậy? Đúng. Xin nhắc nhở là chúng ta nói về gia đình người bệnh là gia đình muốn cho người bệnh vãng sanh, tức là cái gia đình đó cũng là người học Phật, có niệm Phật và hỗ trợ cho người bệnh vãng sanh, chứ chúng ta không nói là gia đình người bệnh chung chung của thế gian. Tại vì người thế gian đâu có biết vãng sanh là như thế nào. Và người thế gian khi mà nghe đến những cái chuyện này, nhiều khi người ta không có chấp nhận. Tại vì ý niệm của người thế gian là còn nước còn tát. Không thể nào mà đang sống mà cứ nói đi vãng sanh, nói chết vậy. Kẹt quá. Mà xin thưa thật với chư vị là chúng ta đang tìm cách cứu người thoát cảnh chết. Mà vãng sanh về Tây phương thành đạo. Một người tu học Phật mà không đặt cái vấn đề này lên thì thực sự là một điều sơ suất vô cùng đáng tiếc. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta biết được cái phương pháp giúp cho người khi trong cái cơn tử nạn mà vượt qua cái cảnh chết để vãng sanh về Tây phương cực lạc, thì đây là một điều vô cùng quý báu. Mong chư vị phải chú ý, đừng bao giờ nghe cái tiếng vãng sanh, tiếng tắt hơi là mình sợ. Tại vì mình sợ tức là mình bị đi con đường đọa lạc. Mình không sợ chết thì mình đi con đường vãng sanh. Sướng lắm chư vị ơi. Chư vị mà thấy được những cái clip mà người ta quay lại những cảnh vãng sanh. Thưa thật chứ, nếu mà mình hồi giờ mình biết mà gặp clip đó mình cũng vui. Mình vui dữ lắm. Và thường thường cho em đi, thường thường đi nhất là đi về Việt Nam. Có những người mình thấy đã kể lại những cái nỗi vui mừng của họ khi mà gặp một người nhà người ta vãng sanh Tây phương cực lạc. Vui lắm chứ vị ơi. Có những người mà họ vui mà đem cái nguồn vui đó mà 10 năm qua rồi người ta vẫn còn vui. Thực sự đấy. Ví dụ như chuyện mới nhất này là chuyện cô Diệu Nga phải không? Hay vô cùng đấy, hay vô cùng. Mong cho chư vị nào phát tâm ra cứ làm những cái clip video đó, hay là làm cái đĩa cái băng gì đó đưa lên chân ta thấy nhiều lắm. Thì muốn cho khỏi trở ngại việc vãng sanh thì còn nhất là người bệnh đó đến cái thời điểm cuối cùng đừng có bị mê man bất tỉnh. Nếu mà mê man bất tỉnh về nghiệp chướng thì chúng ta bắt đầu từ hôm nay ráng tu thiện tích phước, đừng có khó chịu cái này, khó chịu cái nọ, kình cãi chuyện nọ, kình cãi chuyện kia, nó tạo cho mình cái nghiệp chướng không tốt. Những cái nghiệp chướng đó nó làm cho mình mê man bất tỉnh, thật sự không làm điều đau lòng. Nhất là xin thưa với chư vị là cái chuyện mà sát sanh hại vật là cái điều mà nên tránh đi, càng tránh nhiều càng tốt. Trong quá khứ mình có thể sát hại sinh vật, ai cũng có cả,
Nhưng mà khi biết tu rồi mình thấy mình nên ăn năn sám hối, đừng bao giờ sát hại sinh vật, đừng tổn hại cái mạng sống của chúng sanh. Mong cho vị mới nhớ. Người phàm phu chúng ta thì thường thường những cơn bệnh, nhất là bệnh ung thư rồi nó đến, mình thấy người ta đau dữ lắm. Nhưng mà mình thấy như cái cô Triệu Nga là một người bị bệnh ung thư, nhưng mà cổ có than có thở gì đâu. Nếu mà chích một phin vô thì lúc ra đi cô nằm chỗ lơ, chứ không bao giờ cô giờ hay tay là cô đón Phật rồi cô đi, không bao giờ có chuyện đó. Và có những người người ta không còn dùng thuốc nữa. Ví dụ như ở tại Sydney năm 2002 có một bà đế là một rố mây thế này, mà bệnh ung thư, mà khi ra đi hoàn toàn không một tiếng than tiếng thở nào hết trơn. Chính vì thế như vậy mới biết là cái câu A Di Đà bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, mình cũng tưởng tượng được. Nhưng mà chỉ có những người thực sự tin mở hướng được cái phước báo này, còn không tin thì tôi chịu thua, cứ nghĩ là dùng cách này phá nghiệp, dùng cách kia phá nghiệp. Chư vị sẽ thấy dùng cái gì phá nghiệp thì cái nghiệp nó cũng dùng tất cả những cách nó phá mình. Thực sự mình lăn vào trong cái rừng đó mình diệt địch đó, thì địch nó cũng ở trong rừng, nó cũng núp cái chỗ nào đó, nó chia đúng là nó bắn mình cho nó không thà mình đâu. Nhưng cái nghiệp của mình kinh khủng lắm, nó không phải đơn giản như cái khẩu súng AK với súng M16 đâu, mà nó là một khối nghiệp như tu di. Mà cái phước đức, cái lực lượng của mình chẳng qua là một hoạt cát. Chính vì vậy mà nên phát cái tâm mà đi theo con đường gọi là đới nghiệp vãng sanh, gối nghiệp vãng sanh, bằng cách là tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, niệm lên nguyện vãng sanh. Xin thưa thực với chư vị, nếu mà tín nguyện hạnh vững vàng thì nhiều khi không cần một mũi một phiên nào, không cần một chắc một phiên nào, người ta vẫn tỉnh táo, vẫn vui cười ra đi. Có một chuyến đi về Việt Nam thì trước một cái đạo tràng cũng trang nghiêm lắm, thì một vị sư bà đó mới hỏi là tại sao không dùng chú đại bi để mà giải nạn, giải nghiệp chướng. Và chính sư bà đó đã thấy ba người tập chú đại bi sau cùng cái bệnh hết. Thì lúc đó chồng mới mạnh dạn nói với sư bà là sư bà thấy được ba người nhờ chú mà thoát được căn bệnh. Còn cái ông này mới có mấy năm nay thôi, mà chính ông này đã thấy mười mấy người niệm Phật mà hết bệnh luôn. Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái chú đại bi cũng diệt nghiệp, cũng phá nghiệp chướng, mà cái câu A-di-đà Phật cũng phá nghiệp chướng. Người nào tin pháp nào dùng pháp đó. Nhưng mà câu A-di-đà Phật tuyệt vời một chỗ là nếu phá không được thì được đới nghiệp vãng sanh. Chính những người mà đến lúc ra đi rồi mà một câu A-di-đà Phật mà họ vui vẻ không cần chắc một phiên nào. Đây là cái tuyệt vời của cái câu A-di-đà Phật. Nó vừa phá nghiệp mà vừa đới nghiệp để đưa mình đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Công đức của câu A-di-đà Phật thực sự bất khả tư nghị. Câu ca: trong lúc này sự khuyến tấn và hợp tác chặt chẽ của gia đình rất cần thiết để giúp cho người thân thành tựu sự vãng sanh, đúng không chư vị? Xin thưa với chư vị là cái gia đình phải biết niệm Phật, gia đình phải biết cái đạo vãng sanh, gia đình mới hiểu con đường thoát ly sanh tử luân hồi là quan trọng, thì gia đình sẽ hợp tác chặt chẽ và khuyến tấn người bệnh, giúp cho người bệnh lên tinh thần, vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, và họ cởi qua cái nghiệp chướng đó đi về Tây Phương. Nếu gia đình mà không hiểu đạo, gia đình mà không biết đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, gia đình mà còn tham chấp chuyện thế gian quá mức, thì xin thưa với chư vị, trong những lúc mà đau khổ nhất của người thân thì chính gia đình tạo cho người thân một cái cơ hội đi vào cái chỗ đau khổ hơn mà mình không hay. Cho nên chúng ta nói đây là nó toàn là những người tỉnh táo và những người biết niệm Phật. Khuyến tấn chư vị là phải mạnh dạn tin tưởng pháp Phật. Sự tin tưởng trí thành này, này nó giúp cho chư vị vượt qua cái nghiệp chướng, vượt qua cái gọi là cái nạn khổ, gọi là tứ khổ, gọi là cái tứ nạn, để chúng ta đi con đường gọi là vãng sanh, thoát vòng sanh tử.
Mình đã biết học Phật rồi, đừng bao giờ coi cái thân xác này nó quá lớn, mà coi chừng mình sẽ thất vọng ê chề. Tại vì mình cứ nhắm vào cái thân xác này quá lớn thì bao nhiêu cái tụng kinh, tụng chú, niệm Phật của mình đều xoáy vào cái thân thịt này hết. Đem cả một cái đại pháp của Đức Thế Tôn dùi lấp vào trong cái túi thịt này. Mà cái túi thịt này là cái túi vô thường, không bao giờ nó trường tồn với chúng ta. Nó chỉ người thì 5 năm, người thì 10 năm, người thì 3 tháng, người thì 4 tuần gì đó. Cũng có một thời gian ngắn ngủi thôi chứ không có gì cả. Bảo đảm như vậy. Từ lúc mình ở Việt Nam mình qua đây, rồi bây giờ mình sống ở đây, bây giờ nghĩ lại cái lúc ở Việt Nam 30-40 năm nó trải qua như 2-3 ngày. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có ngộ ra cái chuyện Phật Pháp để kịp thời cứu mình hay không. Nếu mà ngộ ra Phật Pháp thì khi người nhà chúng ta bị bệnh mà bác sĩ bảo rằng là không còn cách nào cứu chữa được thì đây là cái cơ hội cuối cùng trong cuộc đời này để ta cứu được người thân đấy. Nhưng mà đáng tiếc là trên thế gian này tìm một người mà đồng tình, hiểu được Phật Pháp không có dễ. Thì chúng ta đây phải đóng cái vai trò là những người hiểu Phật Pháp, cứu độ nhau. Chứ không thì kẹt lắm chứ vị ơi, đau khổ vô cùng. Chỉ còn sới một cái, lúc đó mình nghĩ rằng à, còn nước còn tắc, ngày ngày đêm đêm cứ ở bên cạnh than than thở thở, làm cho người bệnh đó phải chịu nặng đắng cay, không cách nào có thể cứu thoát họ được. Mà chỉ cần ngộ ra một cái khuyến tấn, à anh ơi, anh đi về Tây Phương trước, em theo sau, thương như vậy. Mẹ ơi, mẹ mạnh dạn đi về Tây Phương trước, chờ con ở đó, con theo sau. Mình nói những cái lời đơn giản vô cùng. Cho nên chư vị có thấy lên đường dâm không? Dâm như là mười mấy hai chục cuộc rồi, mà kể cả hội thảo, kể cả thực tập thì cũng là bao mấy cuộc rồi, phải không? Dâm có nói cái gì mà gọi là cao siêu đâu. Cứ toàn là nói những cái chuyện hết sức là gần gũi này. Đừng có bao giờ với một cái niệm mà đem những lý đạo này cao siêu ra mà nói với những cái bà già, ông già, mà nói làm sao cho bà cụ không sợ chết, nói cho những cái ông cụ không sợ chết, nói cho những cái bà già đang bệnh đó tự nhiên thấy mình vui vẻ tại vì mình có căn bệnh này mà mình đi về trước ông Dư Âm. Chị mình hiểu chỗ này không? Tức là đây là một hoàn toàn là vấn đề tâm lý. Cho nên chị mình nhớ là làm sao xúi dục cho cái người đó. Người ta không sợ chết. Một người mà không sợ chết tức là mình tạo cho một cái tư thái gọi là tự tại trước cảnh chết. Chứ nếu mình lúc đó mà mình khóc mình than nữa thì người đó không còn cái cảm giác tự tại nữa. Một người đang bị bệnh, đang già yếu mà mình làm cho họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái. À, nhờ cái căn bệnh này mà ta về Tây Phương sớm. Nhờ cái căn bệnh này mà ta mãn nguyện rồi. Tại vì ngày ngày mình nguyện bản tranh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, tất cả đến điều nằm ở chỗ này đây. Hộ niệm là như vậy. Vấn đề tâm lý nó vô cùng quan trọng. Mình phải đem cái tâm lý lanh mạnh, vững vàng để mà giúp cho người ra đi có cái tâm lý vững vàng, lanh mạnh, vui tươi, hoan hỷ để họ trở về Tây Phương. Chỉ cần một cái trạng thái tâm ý như thế này, cảm ứng đạo giao với đại nguyện của Đức A Di Đà, mà người đó thấy gì nằm đó than lên thở chút, người ta giơ tay vẫy chào người ra đi. Thực sự nếu là thân bệnh này nó còn kỳ hạn, tức là còn 5 năm, 3 năm, 4 năm nữa, tự nhiên căn bệnh hết chứ vị ơi, lạ lùng lắm. Đây là một sự thực mà Dâm đã chứng kiến rất nhiều, chứ không phải bây giờ không biết làm sao kể chết, mà thực sự như vậy. Có những người người ta lành bệnh 2 năm, 3 năm, 7 năm, có những người lành bệnh đến nay vẫn chưa ra đi, không có chừng trên 10 năm rồi. Chính nó thật lạ lùng lắm chứ vậy. Đây là một cái chuyện bất khả tư nghị mà chúng ta phải tin tưởng. Cho nên mong chư vị phải biết được như vậy. Ta biết được cách
cứu nhau thoát cảnh khổ, đi về cảnh sướng để thành đạo luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng buông thư. Nam mô A Di Đà Phật. Chiều nay chúng ta lại nghe lão cư sĩ Diệu Âm nhắc nhở đến phần của gia đình người bệnh phải chú ý làm những cái gì, làm những cái gì mà để cho người thân của mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải chú ý đấy, chú ý. Hay là nói rộng hơn thì là phải chú ý đến những cái việc làm của mình, làm sao mà tránh đi những cái sơ suất, tránh đi những cái lời nói mà làm cho người thân của mình có thể bị mất phần vãng sanh, mất phần vãng sanh. Cho nên nó quan trọng, các bác cũng đồng ý không? Quan trọng lắm đấy. Hầu hết thì trong các cái ca hậu niệm ấy thì người ta có thống kê là thấy là đa số là những gia đình mà không tin ban hộ niệm ấy là bị thất bại, thường thường là thế. Các bác nhớ được cái điều đấy, tức là lão cư sĩ Diệu Âm mà nhắc bao giờ cũng nhắc ở trên Zoom mà chúng ta thấy là xin bác và gia đình phải lắng nghe ban hộ niệm, làm theo lời ban hộ niệm, đúng không bác? Nó có ý nghĩa quan trọng ở đằng sau lắm. Cái ban hộ niệm đấy mà đến mà người ta nhắc nhở mình, mà mình thành tâm mình lắng nghe thì là chúng ta được thuận lợi lắm, được thuận lợi. Thường thường mà mình lắng nghe làm theo thì rõ ràng đây là chúng ta có cái tâm thành, đúng không? Có tâm thành, có cái tâm cung kính. Các bác công nhận gì đấy không? Cho nên người ta bảo sao nghe vậy? Bảo sao nghe vậy? Ở đây là không nói đến cái những ban hộ niệm mà người ta nói giỏi, niệm giỏi. Cư sĩ Diệu Âm chưa nói đến cái chỗ đấy. Người ta nói là hãy nghe lời ban hộ niệm, tức là ban hộ niệm người ta đến, người ta nói cái gì thì mình cứ vâng, cứ dạ. Biết rồi cũng phải vâng, cũng phải dạ, cũng phải lắng nghe theo. Đừng có khởi cái tâm là nghe không biết là cái xem là cái ban hộ niệm này, cái người khai thị nói có đúng hay không. Thường thường là tu như chúng ta rồi, biết nhiều nhiều một chút thì ít nhiều tu hành rồi là chúng ta hay có cái tâm này, đúng không? Các bác có đồng ý thế không? Có cái tâm này thì có gọi là tâm thành không? Không phải tâm thành nữa rồi. Cái tâm mà nghe là xem là cái ông ấy nói nó có đúng không? Xem là ban hộ niệm này đến làm có đúng lý đúng pháp hay không? Cái bà này sao mà đi lộn xộn thế, cái lúc người hộ niệm mà cứ đi đi lại lại. Sao không ngồi xuống? Sao cái thành viên mà cứ quay ngược quay xuôi rồi vân vân, tức là chúng ta cứ để ý đến cái chuyện đúng sai của cái ban hộ niệm đấy. Khi mà chúng ta đã có cái tâm mà để ý đến cái việc này thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, rất là hại, rất là hại. Bởi vì chúng ta đã không còn cái tâm thành nữa rồi, không còn cái tâm khiêm nhường cung kính nữa rồi. Tức là đằng sau đấy là chúng ta đã có cái tăng thượng mạn rồi. Vi tế rồi mà chúng ta không phát hiện ra, đúng không? Các bác đồng ý thế không? Mình là ngon hơn rồi, cho nên là xét ra là cái ban hộ niệm này đến hộ niệm cho mình như thế nào, người khai thị cho mình, hướng dẫn mình ra làm sao, đúng không? Thường thường là có cái tâm đấy, cho nên chẳng được sự gia hộ,
chẳng được sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp. Các bác có đồng ý theo không? Cho nên thường thường cái người này là chướng ngại lớn lắm. Thường thường là mất phần vãng sanh. Thường thường là mất phần vãng sanh. Cho nên hôm nay chúng ta chú ý đến cái điều đấy. Chờ lão cư sĩ Diệu Âm là nhắc đi nhắc lại. Bác phải lắng nghe ban nội điểm nhé. Làm theo lời ban nội điểm nhé. Người ta bảo sao là phải nghe vậy nhé. Vâng, phải dạ nhé. Không có được cãi lại, không có được xét lét cái người ta làm như thế nào đâu. Khi mà có cái tâm như vậy rồi, cái lúc mà mình mà nhắm mắt tắt hơi rồi ấy, mình cũng chẳng biết là mình chết luôn. Nó khổ thế, chúng ta chết rồi mà chúng ta không biết. Lúc đó là vẫn cứ xét lét người ta. Xét lét cái bàn hồ niệm, mới đâu có niệm Phật đâu. Người ta nhắc mình niệm Phật nhưng mà mình không niệm Phật. Tâm mình không niệm Phật. Tâm mình là để ý đến cái chuyện đúng sai của bàn hồ niệm. Cho nên là chướng ngại trùng trùng. Các bác có đồng ý như thế không? Đấy, cho nên chú ý nhé, chú ý cái điều đấy. Chúng ta được vãng sanh hay không là do cái lòng thành, do cái lòng khiêm nhường của chúng ta mới được vãng sanh. Do chúng ta có cái lòng thành, do cái tâm khiêm cung này mà được sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp đấy. Được sự thương tình gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát đấy. Nếu mà không được sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp, các bác thử nghĩ xem mình có thuận lợi hay không? Chúng ta là nghiệp chướng lớn lắm đấy. Nghiệp chướng lớn lắm đấy, không phải là đơn giản đâu. Phật bảo là nếu mà cái nghiệp của chúng ta mà nó có hình tướng, mang cái kính hiển vi và phóng đại lên khoảng độ 1 triệu lần mà nhìn thấy cái nghiệp của chúng ta ấy, thì hư không pháp giới này không còn chỗ chứa nữa rồi. Các bác tưởng tượng là cái nghiệp của mình nó bao nhiêu. Đấy. Hư không pháp giới này không chứa hết cái nghiệp của mình rồi. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Vãng sanh được hay không là do sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp đấy. Vì chúng ta đã trong quá khứ vụng về cái con đường tu hành. Vì không biết Phật Pháp mà chúng ta tạo lên rất nhiều tội nghiệp. Sát sanh hại vật. Cái nghiệp này là lớn nhất đấy. Cái nghiệp này lớn lắm. Nghiệp sát sanh tức là dẫn đến gọi là nghiệp oán thân trái chủ đấy. Oán thân trái chủ mà người ta đến đòi nợ, mà người ta trả thù, không có cách nào chúng ta vãng sanh được. Nói đúng mức là như vậy, đúng không? Khi mà người ta đã nhập thân, khi mà người ta đã ra tay trói chân trói tay thòng cổ của chúng ta, thì chúng ta mê man bất tỉnh rồi, chúng ta bị bít lối đi về Tây Phương rồi, không cách nào chúng ta vãng sanh được đâu. Cho nên chúng ta phải chú ý đến hai việc. Việc thứ nhất là làm sao để cho chư vị quan gia trái chủ người ta thương tình, người ta phẩy tay, người ta tha cho mình. Hai nữa là được sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp mà chư vị oan gia trái chủ người ta không tiếp cận được mình, cho nên người ta không phá được mình. Đấy. Thì cái thứ nhất ấy, mà để người ta tha cho mình ấy, thì rất là khó, đúng không? Các bác có thấy khó? Khó lắm đấy. Bởi sao? Vì cái lúc mà mình sát sanh hại vật ấy, mình mà cắt cổ mổ bụng người ta ấy, người ta cũng kêu thấu trời xanh, người ta cũng khẩn thiết để mà xin mình tha cho người ta. Nhưng mình có tha không? Không. Vẫn cắt cổ mổ bụng bình thường. Ăn lại còn ngon nghẻ, còn cười đùa đó. Làm cho cái lòng mà oán hận của người ta càng thêm oán hận, càng thêm lặng lên ấy. Cho nên là cái việc mà để mà dễ dàng cho người ta tha thứ cho mình ấy, không dễ dàng đâu. Không dễ dàng đâu. Đúng không? Cho nên cố gắng chúng ta phải khiêm nhường. Thì chỉ còn cái vấn đề thứ hai, đó là chúng ta phải chú trọng đến, đó là sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp. Thực sự là đến 99.9% chúng ta được vãng sanh là ở trong cái dạng này. Ở cái dạng là được chư Long Thiên Hộ Pháp bảo vệ, mà chư vị oan gia trái chủ không tiếp cận được, không đánh phá, không đòi nợ chúng ta được. Cho nên chúng ta mới được tỉnh táo, chúng ta mới niệm Phật được, chúng ta mới thực hiện được cái chánh niệm lúc lâm chung. Cái vấn đề này rất quan trọng, cho nên chúng ta phải chú ý. Mà muốn được các ngài mà bảo vệ,
thì mình cũng phải làm đúng. Phải làm đúng như các ngài mới được, các ngài bảo vệ, đúng không? Chứ chẳng phải là làm sai mà các ngài bảo vệ đâu. Đúng không? Các bác đồng ý không? Các ngài là có lý trí của các ngài, không phải là theo cảm tình đâu. Không có, không cảm tình được. Không phải là mang cái chỗ thân quen này xin các ngài bảo vệ, không có. Mình làm bậy làm bạ mà các ngài bảo vệ mình, không có đâu. Mình mà vẫn còn sát sanh thì chắc chắn các ngài không bảo vệ. Điều đấy là chắc chắn. Đã sát sanh rồi bây giờ lại còn sát sanh tiếp nữa thì làm sao mà được bảo vệ được, đúng không? Còn sợ chết nữa thì cũng không có sự bảo vệ rồi. Nguyện vãng sanh mà không thật lòng thì không có sự bảo vệ rồi. Niềm tin mà không vững vàng thì không được sự bảo vệ rồi. Các bạn quay lại, đấy là cái phần đấy là của mình rồi, đúng không? Tức là gì? Tin phải vững vàng, nguyện vãng sanh phải thật lòng, phải buông xả được những cái tập khí xấu ác của mình xuống thì mình mới được bảo vệ. Còn mà mình nguyện nửa vời, vẫn còn sợ chết sợ đồ, vẫn còn muốn là an khang thịnh vượng, vẫn còn muốn sống ở đây thêm, kéo dài cái thân thể của mình không bị bệnh tật nọ kia ấy. Có niệm Phật mà cũng còn thêm chú này, thêm pháp kia vào để cho mình được nhẹ nhàng một chút, vân vân, thì tất cả những cái này là không được sự bảo vệ nữa rồi. Tức là gì? Tức là chúng ta đã bỏ qua cái cốt lõi của pháp môn niệm Phật rồi. Cốt lõi của pháp môn niệm Phật là đới nghiệp vãng sanh. Còn chúng ta có niệm Phật, có tu hành mà lại chuyển sang cái chuyện gọi là tự lực tu chứng rồi. Chúng ta đã chuyển rồi, đúng không? Chuyển đổi một cái tông chỉ vậy rồi. Khi mà chúng ta mà có ý niệm mà để mà được an khang thịnh vượng rồi, được nhẹ nhàng một chút ấy, thì tất cả chúng ta đã tập trung đến cái việc gì? Tập trung đến cái thân thể của chúng ta rồi, đúng không? Gọi là cái thân xác này rồi. Tập trung để mà lo lắng cho cái thân xác này rồi. Các bạn có đồng ý thế không? Mà trong khi đó Phật Pháp mà nói cái gì? Là phải chú trọng đến cái chân tâm của chúng ta. Coi trọng cái tâm của chúng ta này này. Cứu là cứu cái tâm của chúng ta chứ chẳng cứu cái thân xác của chúng ta, đúng không? Cái thân xác là, tức là đây là gọi là cái thọ báo của chúng ta rồi, cái nhân quả của chúng ta tạo lên nó rồi. Các bác có thông cảm chỗ này không? Vậy mà mình vẫn còn lo lắng, vẫn còn cứ đi chạy theo nó. Vì mình mê từ trước đến giờ, mình tạo nghiệp nên mình đã phải mang cái thân này bệnh tật khổ đau rồi. Cái báo thân này nó không có tốt đẹp gì rồi. Cái báo thân này là do nghiệp chướng của chúng ta, do cái nhân quả chúng ta đã tạo nên nó. Bây giờ chúng ta quay lại và hưởng cái nghiệp của chúng ta. Cho nên là bây giờ chúng ta mới phải ra cái lông lỗi này, đúng không? Lông lỗi này là do chúng ta là như vậy. Vậy thì hôm nay nghe được Phật Pháp thì mình phải ngộ ra cái chỗ này, để mà chúng ta lo cứu được cái tâm của chúng ta. Lo là lo cái báo thân kế theo của chúng ta này này, đúng không? Các bác đồng ý không? Báo thân kế theo này của chúng ta, mà một là súc sanh, hai là ngạ quỷ, ba là địa ngục. Thì cái báo thân này khổ cực vô cùng, khổ cực vô cùng, đúng không? Như hồi trưa lấy chúng ta ăn cơm, ngồi nghe nói chuyện là có một người, xem cái người mà bây giờ coi như bị bệnh đấy, bị ung thư rồi, lủng hết cả trán rồi, lủng hết cả mặt đấy rồi, đúng không? Chúng ta thấy khổ không? Khổ vô cùng rồi, đau đớn đến mức cùng cực rồi. Nhưng mà xin thưa với các bác là cái khổ này so với lại súc sanh ấy, khi mà mình có cái báo thân là súc sanh ấy, nó không ăn nhầm gì đâu. Bởi vì đời đời kiếp kiếp bị người ta hành hạ, đời đời kiếp kiếp bị người ta giết. Các bác cứ tưởng tượng đi, sinh ra rồi là bị người ta giết, giết xong rồi lại sinh ra lại làm con vật lại bị người ta giết, cứ loanh quanh luẩn quẩn như vậy. Nhất là trong thời nay là cái thời gọi là mạt pháp rồi, thì cái nghiệp này kinh khủng lắm, cái nghiệp sát này kinh khủng lắm. Cho nên là Hòa Thượng mới bảo bây giờ là cái trả lợi của súc sanh bây giờ nó nhanh lắm. Vừa sinh ra con lợn, con gà, con vịt ấy, có gì chỉ sống được có mấy tháng, 2-3 tháng lại bị giết rồi.
giết ra rồi đầu thai lại làm xong lại giết, cho nên là kinh lắm, chúng ta thấy khổ vô cùng. Còn mà nếu mà chúng ta rơi vào cảnh ngạ quỷ thì lại còn đớn đau hơn nữa, đớn đau vô cùng đấy, chứ chẳng phải là như mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái người mà bị ung thư mà khổ đau như thế này đâu. Cho nên nghe thấy cái chỗ này, nhìn thấy những cái ca này mà chúng ta phải giật mình tỉnh ngộ. Để một đời này chúng ta phải làm sao chấm dứt. Đây là cái báo thân cuối cùng của chúng ta bị khổ đau. Cái báo thân tiếp theo của chúng ta là phải là báo thân của Bồ Tát. Các bạn có đồng ý đấy không? Đồng ý không? Quyết lòng nhé, quyết lòng nhé. Quyết lòng nhé. Đừng để bỏ mất cơ hội này nhé. Đừng có sợ chết, sợ đồ gì nữa nhé. Chết là không phải hết. Chết là chỉ bỏ cái báo thân gọi là hủy hoại này đấy. Không có ngon lành gì cái báo thân này đâu. Mà chúng ta đây không phải đi theo con đường chết, mà chúng ta đi theo con đường vãng sanh. Đúng không? Con đường vãng sanh là con đường thành đạo, là con đường cuộc đời kế theo của chúng ta là vĩnh viễn không bao giờ còn khổ nữa. Đấy mới là đúng là Phật Pháp, đúng là lý trí. Các bạn có đồng ý thế không? Cho nên là chúng ta phải cố gắng chân quý nhé. Quyết lòng cầu nguyện vãng sanh nhé. Thật là chăm chỉ niệm Phật, buông xả thật nhiều nhé. Khiêm cung từ ái, cố gắng đấy, đừng có bỏ qua cái cơ hội này, đừng có bỏ qua cái công phu này. Nhớ là công phu của chúng ta là công phu là ăn ở hiện này, là khiêm cung, là khiêm nhường từ ái đấy. Đây là công phu đấy, là không khó chịu, là không đấu tranh, không ganh tị, không phê bình người này, không nói xấu người kia. Đấy, cái đấy là công phu, là nhẹ nhàng, là tha thứ cho người khác. Đấy là công phu nhé. Có liệu Phật phải còn lấy cái này làm công phu. Vì có cái công phu này chúng ta mới được sự bảo vệ, mới được sự gia trì. Nhờ sự gia trì bảo vệ mà chúng ta được vãng sanh. Chứ chẳng phải chúng ta mà tu niệm Phật giỏi rồi biết nhiều pháp về tụng kinh nhiều rồi chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng. Không có đâu, không có đâu. Chúng ta mà như đấy, nghe lão cư sĩ Dụ Âm nói đấy, đời này nếu mà có tu ấy, có giỏi lắm thì cái công đức của chúng ta như ví như là được một cái hạt cát đấy, mà muốn phá tung một cái núi nghiệp của chúng ta nó lớn như cái núi Tu Di, cầm cái hòn cát đấy, cái hạt cát đấy ném được vỡ tung được cái núi ra không đấy. Chúng ta thử so sánh đi. Cho nên chúng ta đừng có đi theo con đường đấy, mà hãy đi theo con đường đới nghiệp vãng sanh, đi theo con đường thành tâm, đi theo con đường tin tưởng. Đừng đi theo con đường gọi là giải nghiệp, đừng đi theo con đường là phải tu giỏi, phải biết nhiều. Không. Tin tưởng lời Phật dạy, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh. Không chứng rồi về đến Tây Phương cũng chứng. Các bạn có đồng ý thế không? Không ngộ rồi về đến Tây Phương cũng ngộ. Không biết, về đến Tây Phương biết hết, giải được hết tất cả mọi cái. Khi mà chúng ta đã thành Bồ Tát, không còn có cái gì là chướng ngại đối với chúng ta đâu. Cho nên là con đường của chúng ta nào đi nó phải có thứ lớp. Đừng có đi theo con đường mà người thế gian vạch ra, mà hãy đi theo con đường Phật chỉ bày cho chúng ta. Tức là đầu tiên chúng ta phải vãng sanh. Phải vãng sanh. Mà cái pháp môn hộ niệm này là cái tông để cho chúng ta thực hiện được cái tông chỉ của cái pháp môn niệm Phật. Đúng không các bác? Nhờ cái pháp hộ niệm này chỉ bày từng điều một. Từ cái ban hộ niệm phải làm ra làm sao, gia đình người bệnh phải kết hợp như thế nào, rồi đến người bệnh nữa cũng phải một lòng một dạ, ba trong một, ba phải như một, thì người đó mới được vãng sanh. Chứ còn thì nếu mà người bệnh mà tin nửa vời, người bệnh mà sợ chết, người bệnh mà chẳng muốn vãng sanh, thì không có cách nào ban hộ niệm và gia đình làm cho người đó vãng sanh được. Các bạn có đồng ý thế không? Người gia đình mà không biết đến pháp môn hộ niệm này, không biết cách chăm sóc, không biết cách khuyến tấn, không biết kết hợp với ban hộ niệm, thì e chừng cũng là hại người thân của mình đấy. Hại của người thân mình, đẩy người thân mình vào ba con đường ác đấy.
Chúng ta nhớ là đời này chúng ta không có cách nào mà để mà quay lại làm người được đâu. Hàng phàm phu chúng ta không có cách nào được đâu. Phật đã nói là như là một người cầm cái sợi chỉ ngồi trên đỉnh núi Tu Di mà phóng xuống, một người ở dưới chân núi và cầm cái kim khâu ấy, mà khi cái sợi chỉ đó xuyên được qua cái lỗ kim ấy, cái cơ hội nó khó khăn như thế nào. Mà cái cơ hội đấy là chính là cái cơ hội để chúng ta nhắm mắt tắt hơi được quay lại đầu thai làm người đấy. Ý không muốn nói là 100%, nhưng chúng ta hiểu đấy là chúng ta hàng phàm phu là 100% cũng được quay lại làm chân người rồi. Cho nên chúng ta phải làm cho nó đúng, phải làm cho nó đúng đấy. Chăm sóc cũng phải đúng, khuyến tấn gia đình cũng phải đúng, người bệnh phải đúng. Nhất là những người mà bây giờ mà đang trong cái giai đoạn để hộ niệm rồi, bệnh ung thư và bệnh viện trả về rồi, báo là trong giai đoạn sắp ra đi rồi, thì chúng ta cần phải học hỏi dữ lắm. Nếu là người con mà biết hộ niệm thì phải nhắc là mẹ ơi, mẹ quyết lòng cầu nguyện vãng sanh nhé. Mẹ mà về Tây Phương trước là gia đình mình, mẹ con mình đoàn tụ một nơi, đúng không? Mẹ về trước, con về sau. Phải nhắc nhở những lời này. Nó hộ niệm là những cái lời đấy, là khuyến tấn để động viên người đấy vui vẻ, tin tưởng mọi người về đấy, chứ chẳng phải giảng đạo cho cha mẹ đâu, đúng không? Còn nếu mà cha mẹ mà biết cái pháp môn này đấy, thì mà khi mà con cái mà gia đình mà chưa biết thì bảo mà có ý đồ là để lo cho mẹ được sống thêm ấy, thì bảo như thế nào? Bảo con ơi, con giúp đỡ mẹ đi, liệu Phật để giúp cho mẹ mẹ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Mai mốt rồi mà đến lượt con thì mẹ mà về Tây Phương Cực Lạc, mẹ cũng về cứu con, để gia đình nhà mình về một nơi con nhá. Đúng không? Và còn phải nói gì nữa? Lão cư sĩ Diệu Âm nhắc là phải nói với ban hộ niệm đó, là tôi xin chư vị là cố gắng thương xót tôi mà hộ niệm giúp đỡ cho tôi để cái cơ hội để tôi được vãng sanh. Đúng không? Phải lăn lỉ ban hộ niệm đấy. Mặc dù là người ta là phát tâm đến rồi, nhưng mà nhờ cái lời nói của mình này này, mà cái tinh thần của ban hộ niệm người ta được lưng vực, đúng không? Vui vẻ hẳn lên. Còn ban hộ niệm đến mà nói A mình làm B, tinh thần của ban hộ niệm người ta xuống ghê lắm, xuống cấp kinh lắm. Các bác có công nhận đấy không? Người ta thì cũng từ bi, cũng muốn cứu mình đấy, nhưng mà cũng là phàm phu mà, cũng còn buồn lắm đấy. Trong lòng cũng héo hắt lắm đấy, khi mà khuyên cái người bệnh và gia đình mà cứ không làm theo, là trong cái ban hộ niệm người ta cũng buồn dữ lắm. Cũng như đây chúng ta xem cũng có người biết hộ niệm mà khuyên về, khuyên cha, khuyên mẹ, khuyên anh, khuyên chị niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh, nhưng mà cứ lên xuống là làm cho cái tinh thần của cái người em, người con ấy cũng buồn rầu lắm. Mặc dù là người ta cười bên ngoài thì, nhưng mà cái cười giả vờ hết ấy, chứ trong lòng là cũng héo hắt lắm đấy, đúng không? Các bác đồng ý thế không? Cho nên là bây giờ, ngay từ bây giờ mình phải tin tưởng thật lòng nhé, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh các bác nhé, buông xả nhé, để một đời này là kết hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau để chúng ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.